Xin chào anh em, VinFast Lux SA phiên bản President. Đấy, anh em chúng tôi vừa mới lên cái sơn cái màu này cho nó này, đẹp không? Viền màu vàng đồng này, thanh giá nóc thì xe này sơn màu đen. Đấy, chân này cũng màu vàng đồng, cái màu này là màu mã giống hệt như cái màu của bản President nhé. Đây, bậc này chúng tôi cũng sơn luôn này. Đó, đây, logo sơn luôn này, la răng sơn luôn này. Xe này bao tiền? Xe này bản Plus, độ vào đây cũng khá khá rồi. Riêng cái bộ la răng mới lốp này thì nó rơi vào trên 40 triệu. Mà lên cái mẫu President này nó cũng loanh quanh vào 20-30 triệu nữa. Để anh em xem bên này. Đấy, phía đằng sau, đẹp không? Đây, logo này. Kể mà anh em là kể mà anh chủ anh thêm cái logo phát sáng đây nữa thì đẹp. Đấy, chữ này màu đồng hết. Đây này, President màu đồng này. Rồi là đây, bên dưới này cũng màu đồng luôn này, rất là đẹp. Đây, mời anh em sang bên này. Đấy, đây, đây. Đấy, được chưa? Tạm tạm thế thôi, hôm nào tôi sẽ làm một cái video thật là cụ thể để gửi đến anh em. Đây nhá, đây, bên này nữa này. Anh em nhìn cái la răng rất là đẹp đúng không? Đó, ok, ngắn thế thôi. Chúng tôi lên chiếc xe này là chiếc xe thứ mấy rồi đấy, và đang có một chiếc nữa cũng đang chờ để lên. Đấy. Cảm ơn anh em theo dõi nhá, hãy đăng ký kênh bên dưới góc phải màn hình ấy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.